Rồi thì cặp loa mức giá là 40 triệu, còn cái Humley thì có cái giá là 6 triệu 8 thôi. Và vài bữa nữa mình sẽ ghé những cái bộ rè bao khủng hoặc là những Humley khủng để bạn nghe thử thách hết chất âm của đôi loa này nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.